叹我的去向，碰到太多阻障，每日每夜祈求成如能落下，誓意结识我俩，偶尔碰错方向，世事有无穷变化，会令你流离变差。忘了吧，忘记生命受创伤，赶我向下沉，人离别了谁，心也未停留，仍怀着希望奔走。赢了吧，赢得生命盛放于璀璨岁月里，有谁在伴我继续去，共我面对乐意安居，快乐笑声占据。Nè, làm gì đó? Không, tôi thấy có điều này thì khó hiểu. Ông Tổng à, ông và vợ của ông vừa mới tân hôn mà. Vợ chồng của ông sao tự nhiên chia phòng ra ngủ riêng vậy? Chuyện này thì hiếm có đó. Bởi vì tôi bị cảm cúm nặng, tôi không muốn truyền nhiễm cho vợ tôi, cho nên phải chia phòng ngủ. Ông bị cảm cúm? Đúng vậy, cảm cúm. Nhưng nếu ông thương vợ của ông phải nhường cho cổ ngủ cái giường lớn hơn, phải không? Chồng của tôi làm việc cực khổ, tôi muốn anh ngủ thoải mái hơn. Ông tới mượn xì dầu. Phải. Cảm ơn. Xì dầu này ngon thiệt đó ông Tổng thì cảm ơn ông nhiều nha. Biết rồi. Sự tốt với cùng biết rồi mà, xin lỗi nha. Nhớ kỹ đó, biết không? Xin lỗi. Khó khăn lắm đó. Biết rồi. Cái người kế bên thiệt là phiền quá đi. Nếu còn diễn cớ vô nhà anh sẽ khiếu nại nữa đó. Thiệt ra hồi sáng anh đã vô một lần rồi. Tôi thiệt lo là số 1 sẽ bị hắn kiếm ra chứng cứ thôi. Chị thì đừng có lo, bây giờ em đang ở nhà anh mà. Anh không tin ban đêm nó có thể vô nhà mình. Nhưng nó chưa nắng lọc đâu. Ở bên kia có thể rình qua đó. Hả? Đừng ngó. Vậy làm sao? Mình đóng một màn kịch cho nó thỏa mãn. Đóng kịch? Bây giờ em lấy cái tay bịt lại như vậy, nhất định sẽ bị bể mánh thôi. Bây giờ lấy tay gác lên vai của anh đi. Gác lên đi. Giống như là ôm vậy đó mà. Nhưng mà phải nhẹ nhàng một chút đó nghe. Bây giờ hôn hít nhau đi. Mượn chỗ thôi, đừng có khẩn trương mà. Nhẹ nhàng một chút đi, cái đầu đừng có ngó qua bên. Ngó qua bên này nè. Không thể nào. Nhất định là đóng kịch mà. Quý trời, nhiệt tình đến nỗi chơi ở nhà bếp à? Cái con Nam Vương này cứng đờ đờ, giống như là bị hãm hiếp hơn đó. Tôi muốn mai mốt đi kiếm thêm việc làm, để kiếm thêm tiền. Em phải cẩn thận đó nha. Bây giờ có nhiều công ty chuyên môn kiếm lời người ta. Cái con Nam Vương này nhất định là bị ông Tống nắm cán rồi, vì vậy mới đành cho ông chơi. Cô tớ xin làm người chỉnh hàng hả? Có kinh nghiệm không? Hồi xưa khi tôi ở dưới quê cũng đã từng chỉnh lý hàng hóa cho người bạn. Coi như là cũng có một chút kinh nghiệm đó. Bây giờ thì ca đêm của chúng tôi cần người. Cô có thể đi làm không? Ca đêm khuya hả? Tôi không thể làm ca đêm đâu. Tôi phải chăm sóc cho người nhà. Đã có gia đình hả? Vậy được. Vậy thì sáng 8 giờ, chiều 4 giờ hạ cho những bà nội trợ. Xin lỗi nhờ. Mỗi ngày sau 3 giờ chiều phải đi một lớp trùng dằn dành dằn. Mai mốt còn học luôn máy vi tính, cho nên chỉ có thể làm nửa buổi thôi. Gì hả? Vậy thì sáng 8 giờ tới trưa 12 giờ, 4 tiếng đồng hồ. Nhưng mà như vậy, làm ca này thì mỗi tiếng bớt 2 đồng. Không thành vấn đề. Quan trọng là ông chịu mướn tôi thôi. Tôi có thể làm hay mà. Được vậy thì tốt. Anh Sơn. Dạ giám đốc, chuyện gì hả? Dẫn cô vô kho hàng, chỉ cô làm đi. Dạ được.
thì là kỳ lạ. Người chồng thì kiếm mấy triệu một năm, còn người vợ tới đây làm chỉ có mười mấy hai chục đồng một tiếng. Thiệt là quái đản à. Tô Mỹ Kim à, tôi đã kiếm được cô rồi. Tôi đang làm việc đó. Thì chính vì cô đang làm việc cho nên tôi mới kiếm cô. Đúng rồi, chồng của cô thật ra mỗi năm kiếm tới mấy triệu đồng lận, còn cô đi làm một tiếng đồng hồ chỉ có mười mấy đồng thôi. Thật ra có khổ tâm gì, nói cho tôi biết đi. Tôi không có hiểu ông muốn nói cái gì. Bây giờ tôi đang làm việc, ông làm ơn đừng quấy rầy tới tôi. Trả lời tôi trước đi. Có phải chồng của cô không đưa tiền nhà cho cô cho nên cô phải tự kiếm sống, hay là hai người thật sự không phải là vợ chồng mà chỉ là đăng ký giả thôi? Ông đủ rồi nha. Ông làm như vậy sẽ khiến tôi bị khai trừ đó. Tôi nghi ngờ có lý lẽ mà. Các chị, tôi muốn nói cho các chị biết, cái cô này nè có người chồng rất là tài giỏi, kiếm mấy triệu đồng một năm. Ổng hả làm việc kiếm được nhiều tiền lắm, nhưng mà cổ lại tới siêu thị để đi làm công cho người ta, kiếm có mười mấy đồng một giờ thôi. Thử hỏi có phải đáng nghi ngờ hay không? Ông đừng có nhiều chuyện có được không? Có gì là lỡ. Chồng của tôi cũng là chủ tịch của một công ty phát hành cổ phiếu. Tôi cũng ra kiếm việc làm để giúp đỡ chồng tôi. Chồng tôi có chịu đưa tiền cho tôi xài mới được chứ. Thì phải, chồng tôi mỗi tháng treo cổ phiếu cũng trăm mấy hai trăm ngàn. Kể cả là anh đem đi cho vợ bé ăn hết, làm gì được đây? Nói cho cùng, cũng là bỏ đời ông tệ thôi. Còn đi hỏi đó được bà chúng tôi. Chuyện gì hả? Thì cái ông này, quấy nhiễu phá đám cái cô đó đó. Thì không đi, chúng tôi là hàng xóm đó. Thưa ông, chỗ này là siêu thị đó. Nếu như muốn phá đám làm ơn ra ngoài đi. Khát nước, tôi mua một lon. Đây đây, hết chuyện rồi, mua đồ tiếp đi. Làm gì đi. Lần sau chỉ có mua đồ cho anh hai thì phải mua những thứ mà anh hai thích, như là vịt quay, ngỗng quay. Thứ đó mới được thực tế hơn, có biết không? Người ta theo đạo mà. Sao cùng phụ mấy thứ này? Chị muốn ăn thì biểu Mỹ kia mua lên. Có cần lợi dụng tới người chết hay không? Cái gì? Với ông Huệ của tôi và anh hai ban cho Mỹ Kim muốn ăn một cân hay là nửa cân ngỗng quay, Mỹ Kim lại từ chối sao? Được rồi, lần sau tôi sẽ mua lên. Ý, đừng có nghe nói xạo mà. Tiền lương của chị ít xịt như vậy, cống hiến cho nó rồi thì đâu còn tiền dành dụm. Ở bên anh Văn cũng có lương mà. Chị còn phải đóng học phí đó. Nè, theo tôi, rảnh rỗi chị tới Dương Mỹ dùng để học làm mặt. Học được nghề rồi thì giữ được một đám khách quen như vậy là có thể ở nhà làm cho người ta. Chừng đó cả tiền xe cũng có thể tiết kiệm mà. Tôi cũng muốn chứ, nhưng mà việc làm này đi đâu mà kiếm? Có tôi mà. Nè, tôi sẽ về nói với bà chủ, nhất định sẽ được mà. Chỉ cần sau khi xong chuyện rồi chia lại một ít quê hồng cho tôi là xong. Nói cho cùng thì chị cũng đòi tiền thôi. Cũng nên đó mà. Có nên hay không thì đừng có làm nữa. Làm cho cái tên thu hết vô đây. Nè, để tôi dạy chị. Đi, mai mốt nhất định sẽ được khá mà. Rảnh rồi nhớ lại là mặt nha. Tiền này không thể tiết kiệm đâu. Được rồi, bye bye. Bye. Trinh Trinh tài lắm chứ. Mấy hàng mỹ phẩm ở dưới kho cũng bán gần hết rồi. Dĩ nhiên, nhất là nghe bà chủ nói mấy cái hàng đó còn một tháng nữa hết hạn, dĩ nhiên là phải bán hết cho bà Cao chứ. Đúng rồi, cái giò nước ở phòng nước bị hư, cái cầu ở trong toilet cũng bị nghẹt, cho người đi làm đi. Không cần, mấy chuyện này Mỹ Kim biết làm đó mà. Mỹ Kim à, cái cầu bị nghẹt đó. Tôi đã đi sửa lại rồi, bây giờ tôi kiếm đồ nghề đi sửa lại cái giò nước. Làm mau đi. Cái cô mà chị giới thiệu tới còn siêng năng hơn con trâu ở ngoài đồng đó, thiệt đáng giá. Dĩ nhiên, nếu không tốt thì tôi đâu có dám giới thiệu cho công ty. Còn nữa nha, nếu như ngày lễ ngày Tết nó làm mấy món đồ Nam Dương cho bạn chung sở ăn thì là ngon lắm. Đúng. Alo. Dạ, biết dạ, chị cứ gói đơn đi. Được rồi, nha. Nhớ đó. Chờ cả tháng rồi mới có dịp gặp ông già. Bấy lâu nay cái bà mập đó giấu ông thì kỹ quá đi. Lần này phải đánh một cú là trúng ngày. Cái ông già đó sống thêm một tháng nữa là mình phải xì dầu thêm một tháng nữa. Nè đừng có la lớn quá, con heo mập đó lanh lợi lắm, coi chừng bị uổng công phí sức đó nha. Tới rồi kìa, đi mau. Ba, 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 ba. Ba đỡ ốm đi nhiều, có phải là nhớ tụi con không? Tụi con thì là bất hiếu, bắt bà phải lo lắng. Má nhỏ à, bà ăn trưa chưa vậy?
cùng nhau đi uống trà nha. Ba thì thích cùng cả nhà đi trà lầu ăn uống đó. Không cần, có gì thì nói hết ở đây đi. Ba, con với anh hai đã đổi thay rồi. Tháng này tụi con đi làm đúng giờ, cố gắng làm việc. Tụi con thì đã hối cải rồi đó ba. Dạ phải đó ba. Ba không cần lo lắng cho tụi con nữa. Ba yên lòng tịnh dưỡng đi. Để ba lành lại, ba cho con tụi mình nó cùng nhau dựng lại Giang Sơn, quản lý tốt cái tiệm tương. Dù sao hai con đã nói lại lời người, nhưng không biết có thiệt không. Phải, dĩ nhiên là phải. Xin lỗi cách gì? Mắc dịch, cả tháng mới được đi thăm bà có một lần thôi. Vậy bà cũng đi trễ nữa. Có tin là tôi trục xuất bà ra khỏi nhà không đây? Tôi biết bà và má nhỏ đều thích ăn cái lưỡi vịt của tiệm Đài Loan, cho nên đã tới tận Chim Sao Chủ để mua. Thịt ngon lắm đó. Má, má thử không? À, không cần. Nếu như tôi muốn ăn, tôi sẽ bay qua Đài Loan để mua. Má không ăn hả? Ê, hai người ăn đi. Được, được, được. Ba, hay là con cho ba ăn nha. Không được. Lưỡi vịt này vừa mở lại cay, ổng không thể ăn. Bà mợ, coi bà có mắc bẫy không đây? Nước miếng cũng chảy xuống rồi còn nhịn hả? Coi bà nhịn được bao lâu. Thơm quá. Là đậu hũ chiên. Ở trong ruộng thiệt là mềm, còn cái vỏ thì thiệt là giòn. Thêm vào một miếng tương ngọt và tương cay khiến cho người ta nhiễu nước miếng. Wow, thì là nhịn hết nổi à. Còn có cái miếng ruột già nữa. Bên ngoài thiệt đỏ và giòn, bên trong thì mềm mại non nớt. Bỏ vô miệng thôi, nước mỡ xịt ra, thơm tho vô cùng. Thiệt như là đồ ăn của hoàng đế vậy. Thiệt là đã quá đi. Nói thêm, nói thêm. Thiệt làm đói bụng quá. Không cần nói. Hữu Điền, tôi thấy ông liếm lưỡi rồi, chắc muốn ăn đồ hả? Tôi mua cho ông ăn nha. Wow, thiệt là ông trời cũng giúp mình đó. Khi không lại có mấy cái gánh bán ruột dài và đồ hũ chiên ở chỗ này. Thiệt đã quá đi. Một miếng đậu hũ túi thôi đã bỏ lại người chồng vợ dịch. Bà, coi lần này ông có chết chưa? Nè, đừng có phí thời gian nữa. Nghĩ ra cái gì thì nói ngay đi. Dạ dịch, chúng tôi đã mua quan tài mộ đĩa rồi, để chờ ông xuống lỗ đó. Ê, cái câu này xưa quá rồi, anh đã có nói qua. Dạ dịch, cho ông biết nha, chúng tôi đã cấu kết với bọn tội phạm của Colombia bán độc phẩm, đem tiệm tương biến thành công trường chế độc phẩm. Thiệt là có tương lai lắm. Mai này không phải là xì dầu nữa, là xì ke, ma túy và bán thuốc viện nữa. Không những là như vậy, tôi còn phát hiện được má nhỏ hả? Dạo này đi cua trai đó. Thằng con trai đó nhỏ hơn bà Tứ 3 tuổi lên, chưa có đủ lông. Tiếc là dâm đản quá đi à. Dâm đản, dâm tiện đó. Không tin à, lấy chứng cứ cho ông coi. Tụi mày thật ác độc mà. Ba cái trò này gán tội cho tao. Ồ, hèn chi ba không nghe được cái gì hết. Bà lấy bông gòn nhét vô chờ chúng tôi hả? Không những là vậy. Ồ, cái bà nham hiểm này cố tình bỏ đi để gài bẫy chúng tôi. Hờ, nếu các người quang minh chính đại thì ngại gì bị tôi gài bẫy. Tôi cũng muốn biết các người thật lòng ăn năn hối cải hay là giả đò hiếu thảo. Bây giờ mọi việc rõ ràng. Vậy thì bà muốn thế nào? Từ nay không thể tới gặp Hữu Điền, trừ phi các người ăn năn hối cải. Chuyện gì đây hả? Ổng là bà của tôi đó. Các người có thể kiện tôi, nhưng mà băng cassette với loại băng video này là chứng cứ các người đi hại người cha. Tôi không ngại đi thưa kiện với các người. Làm sao đây em út? Làm sao chứ? Thì đấu sống lâu với bà mợ. Anh đó thì không đâu, cùng lắm là không làm gì hết, đi xin tiền tài trợ thôi, cho bà mập nó mang tiếng chơi.
để cho anh bị mang tiếng thôi. Vậy từ nay hết tiền nhà tiêu xài rồi. Tự mình lo liệu đi. Thu hội viên hả? Lâu nay công ty đã có làm mà. Nghe tôi nói hết đã. Đặc biệt của kế hoạch này là sau khi người khách trả tiền tháng rồi, trong vòng một tháng có thể tới làm mặt vô giới hạn. Wow, được rồi, vậy phải đóng bao nhiêu này? Kế hoạch đã có viết sẵn hết ở trong này. Wow, làm kiểu này vậy mỗi ngày khách cũng lên làm rồi. Tới trung tâm kiện thể thâu tiền tháng, nhưng có khách nào mỗi ngày cũng đi, còn phải đi làm chứ. Còn về tiền lương của các chị thì sẽ điều chỉnh lại tiền lương sau. Ngoài tiền lương căn bản ra, hễ mà người nào kiếm được thêm một người khách vô hội nữa thì sẽ có quy hồng 5%. Wow, 5% đã quá. Thiệt hay đó. Mỹ Kim à, bắt đầu ngày mai sẽ thăng chị lên làm trợ lý mỹ dung để giúp làm mặt cho khách. Về tiền lương tôi sẽ tăng cho chị. Tôi hả? Nhưng mà tôi đâu có biết làm. Ê, làm mặt thì không có cần học đâu. Chị như là tự rửa mặt đi làm cho khách thôi. Làm riết thì sẽ rành đó mà. Phải, thì lấy tay sờ mó trên mặt của khách thôi. Thông thường họ cũng ngủ vô rồi. Tôi nha, chỉ học có 15 phút thôi là đã làm cho khách rồi. Bây giờ thì có nhiều khách quen đó. Được rồi, chỉ tượng trưng một chút thôi. Ê, đừng cứ làm mất thời gian nữa. Bây giờ đi gọi khách ngay nha. Mình đi lại đi. Nè, mấy thùng này được rồi, khiêng vô trống đi. Khiêng mấy cái thùng mới ra ngoài, biết chưa? Dạ. Mình đừng được là cậu hai của xưởng tường mà. Đi làm tường ớt. Nói ra không có ai tin hết. Cậu hai à, uống miếng nước rồi hãy làm tiếp. Cái tay đầy ớt làm sao mà uống đây? Ồ. Nè. Ê da, nước ngọt nóng như vậy làm sao mà uống đây chứ? Chắc là đem ra nắng hết lạnh rồi. Để tôi lấy cái khác nha. Ai da, ngày đầu tiên đi làm đã sỉ như vậy. Má đã nói rồi, làm việc tập trung một chút đi. Đủ rồi nghe bà Mập. Tôi bây giờ tới nông nổi này á, bà còn đứng ở đó nói mát hả? Ê, đừng có kêu hiếu nữa, lấy thuốc rửa mắt lại lên, mau lên. Nè, Trung à, rửa mắt xong đưa đi bác sĩ nha. Tôi nhất định đi mà. Lỡ như con mắt này của tôi bị cái gì á, tôi nhất định kiện cho bà tụt quần luôn. Ôi, đau quá, đất ơi, đất ơi, đau quá. Quá, 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 quá. Ây da, thiệt là rác quá đi. Sao đây, thiệt đau như vậy hả? Bà tự trét miếng ớt vô là biết liền chứ gì. May là lần này không sao thôi. Nếu như không hả, tôi chắc chắn chết sống với bà Mập đó. Rồi ông đã được nghỉ phép một tuần đó mà. Có phải vì quả mà được phước không? Cái gì quả được phước đây chứ? Không nên được sao? Đóng phim kiếm hiệp á, cũng chỉ là phơi 3 ngày thôi. Còn tôi mỗi ngày bị hành hạ sân phơi đồ đó. Đâu có được như bà ngồi trong phòng có máy lạnh á, được hưởng phước như vậy chứ. Phải rồi, phải rồi. Vừa vô tới là cần nhận tí dược. Công ty của em được khó đó. Anh đừng có đem số xu vô đây đó nhờ. Bà xã, dạo này á, anh thiệt bị phơi nắng quá đi à. Nè, làm trắng lại cái bàn tay này cho anh đi nha. Wow, sao mà có anh bị nhám quá như vậy? Mấy cái mụn đen còn nhiều hơn là mẹ đen. Lòng mũi cũng chưa cắt. Ê, để em kêu một con nhỏ tới làm đẹp cho anh nha. Kêu bà chủ đích thân làm hả? Tưởng là mặt của anh đã mờ dần hay sao? Bà nói cái gì đây chứ? Bà được quý giá vậy sao? Bà tưởng tay của bà mạ vàng hả? Cái bà khỉ đó nó kiếm người tới đó mà. Sao lâu quá vậy? Xin lỗi, bác không phải chờ lâu. Để tôi rửa mặt cho ông đã nha. Qua cô thì quen mặt lắm đó. Gặp được ở đâu vậy? Vậy sao? Bà công tử, người đẹp nhuyễn cốt. Tôi phải kêu ông là ông chủ mới đúng. Cô tới làm hồi nào vậy? Sao lúc trước không thấy cô? Tôi đã làm mấy tháng rồi. Ông cũng biết, đoàn tập kỹ của chúng tôi không phải lúc nào cũng có biểu diễn mà. Tôi làm ở đó, tiền lương thì không có được ổn định, cho nên mới tới đây làm thôi. Tôi thiệt ít thấy cô biểu diễn đó nha. Wow,
Tài của cô thiệt mềm mại quá đi, giống như là cái cẳng gà không có xương vậy. Cậu khen tôi hay là cười tôi đi? Đương nhiên là khen cô rồi. Tài của cô giống như miếng bông gòn vậy, cô ăn gì lớn đây? Tại sao mình mày có thể xếp lại bỏ vô trong cái thùng đây ha? Hồi còn nhỏ, thường hay bị ba má đánh, lại không có chỗ núp, cho nên phải núp ở mấy cái tủ áo hay là mấy cái vali, riết thì sẽ được. Có thiệt không đây? Khi về nhà nữa tôi đem vợ tôi nhét vô cái tủ áo giống như cô nói vậy, thì bà sẽ bị gãy xương sống đó. Hay, bà chủ quen nhàn hạ hưởng phước, dĩ nhiên là ít có tập thể thao. Ê, ông nằm yên nha, để tôi lấy đi mấy cái mụn đen cho ông. Thiệt thơm quá, sức loại nước hoa gì vậy? Hôm nay tôi đâu có sức nước hoa. Không sức nước hoa mà cũng thơm như vậy. Vợ của tôi thì khác xa với cô quá. Bả hả? Mùa hè nếu như quên xịt nước cầm mồ hôi á, thì không có ai dám lại gần. Sao ông lại nói bà chủ như vậy? Để tôi nắng bóp cho cậu nha. Mấy người con gái xinh đẹp dịu dàng như cô vậy á, đã ít thấy lắm rồi. Bạn trai cô thì là có phước đó. Hey, cậu nói chơi sao? Nếu như tôi được tốt thì đã có người trước tôi rồi. Đâu có chuyện tới bây giờ vẫn còn chưa có bạn trai. Không có ai cua hả? Có thiệt không đây? Cho dù là có, cũng phải hợp tánh hợp sờ chứ. Vậy thì phải. Ngoài việc biết tế nhị ra, còn phải biết nghe đàn ông kể lễ nữa. Đàn bà bây giờ á, có mấy ai chịu nghe đàn ông nói đâu chứ. Không đâu. Nếu như ông muốn kể lễ thì tôi cho ông mượn cái lỗ tai. Trong khoảng khắc đâu có thể nói nhiều như vậy. Nè, vậy đi, mai mốt rảnh rỗi á, hẹn ra trò chuyện tiếp nha. Như vậy không tốt sao? Sao đây? Thì coi sao. Hai cái tên đó, wow, mỗi ngày thì như là xíu mại chân khô vậy. Hey, hôm xưa thì ông chủ đích tay đích thân tới làm mà cậu hai cậu ba chỉ là đảo một vòng ăn lương thôi. Hey, bây giờ ông chủ bị si khờ, quyền hạn thì thuộc về tay của bà chủ hết. Hey, khiến cho họ bị xìu hết trơn à. Hey. Ê, đều nói như vậy, mai mốt ông chủ có chuyện gì bất trắc, có phải chuyện lớn nhỏ ở xưởng tường đều giao cho anh em họ hay không? Ông chủ hả? Là người truyền thống mà. Mối làm ăn của tổ nghiệp quyết không giao cho người ngoài đâu, dù sao họ là cha con mà. À phải Trinh Trinh, chị hỏi làm gì? Không, tri kỷ tri bỉ thôi mà. Nè, chúng ta đang làm công chứ con dâu của nhà họ Bao, chịu của nhà họ Bao không nhiều, cũng phải biết ít chứ. Vậy thì phải, lỡ như có chuyện gì thì cũng biết đứng bên nào chứ hả? Ê, hello. Làm ơn gọi Hà Trinh Trinh. Tôi đi. Tôi là Bao Kiến Lan. Nè, sao cậu có số điện thoại của tôi? Tôi đừng nhìn có cách của tôi mà. Được rảnh không đây? Tôi muốn trò chuyện đó. Cậu uống nhiều rượu lắm hả? Tôi đã gây gỗ với vợ của tôi, bây giờ bến đầu quấn thòn nè. Vậy à? Vậy cậu đừng có bỏ đi nhờ, tôi sẽ thấy ngay. Cậu bị gì? Gây gỗ với vợ hả? Bà thiệt là muốn giết chồng mà. Tôi quên bấm máy, muốn hỏi bà lấy mấy ngàn bạc thôi. Bà không hỏi han gì hết, nói thêm vài câu thôi bà đã xô tôi ra đường rồi, khiến tôi bị đập cái mặt vô khung cửa đó. Cậu đừng có vậy mà, tôi nghĩ bà không cố tình đâu. Nhưng mà thiệt đấy, bị bầm tím chắc bị đau lắm hả? Dĩ nhiên là đau. Để tôi dò cho cậu nha. Cho dù có buồn gì cũng được uống rượu. Uống rượu hại sức khỏe lắm. Trình trình cô thiệt tốt quá đi. Nếu như vợ của tôi được phần nửa của cô á, thì đỡ quá rồi. Thiệt ra bà chủ cũng tốt với ông chủ lắm mà. Đừng có kêu tôi là ông chủ nữa, kêu tên của tôi đi. Kêu tên của tôi đi. Thiệt ra vợ chồng gây gỗ vì tiền bạc cũng là chuyện thường thôi. Cô vốn không hiểu đâu.
Cái con mẹ đó lấy tôi á là vì tiền thôi à. Tôi biết. Tôi hôm xưa đã có mua hột xoàn, mua nữ trang, đi vũ hội. Bà muốn cái gì cũng mua hết cho bà. Tôi bây giờ làm cảnh túng thiếu này thì bà đã lên nước với tôi rồi. Cô có biết không đây? Tôi cho cô biết nha. Bây giờ tôi mỗi ngày ở tiệm tường, phơi tường, làm tường ớt, dầm mưa dãi nắng. Cái đám công nhân khinh kỳ tôi. Tôi là đứa con trưởng mà. Tôi dù sao cũng là đứa con trưởng đó mà. Từ nhỏ tới lớn chỉ được hưởng phước tôi, chưa có hề làm việc. Tôi bây giờ tới nông nỗi này, tới nông nỗi này đó. Ông trời chơi tôi mà. Ở trên đời chuyện không dự ý thì rất là nhiều. Ờ, Sine cũng nói như vậy mà. Nè, mấy kẻ vàng không làm giữ được bao lâu đâu. Tin tôi đi, cậu sẽ có cơ hội trở mình mà. Tôi tin đó. Thiệt hả? Đừng có khóc, đừng khóc nữa nha. Trình Trình à, cô thì khéo dỗ ngọt người ta đó. Nếu quen biết sớm với cô thì đã biết mấy. Cậu cũng mệt rồi, hay là ngủ một hồi đi, mai cậu phải đi làm. Không làm, không làm công việc này nữa, tôi không làm nữa. Tôi đã ngủ lâu rồi hả? Tiếng mấy đồng hồ thôi. Hả? Bây giờ 11 giờ rồi. Chết mẹ, cái cửa đóng lại rồi. Đi xe bến nhỏ cũng không kịp đâu. Bà khỉ đó lại không cho tôi mượn tiền nữa. Chết mẹ tôi rồi. Đừng có suy nghĩ thêm, đi taxi. Tiền đâu mà đi taxi? Tôi để cậu đi mà. Đi đi. Ê, còn 5 phút thôi, mau lên. Cảm ơn cô nhiều. Tôi sẽ nghe lời của cô, ngày mai đi làm lại. Bye bye. Mình có biểu anh đi làm sao? Ê, giấy tay với ai đây? Tôi nhìn thấy xe của bà, giấy tay biểu bà nhanh một chút thôi. Câu 2. Ừ. M2. Ừ. Ha, thiệt là đúng giờ. Nếu như trễ một phút là phải ngủ phòng xe rồi. Ê, sao đây? Bác sĩ nói con mắt của con thế nào? Đâu có gì, chỉ là bị rát thôi. Biểu tôi nghỉ tuần lễ. Như vậy phải chờ con mắt lạnh lại mới đi làm. Vậy cũng tốt mà, coi như là mua một bài học. Từ nay nhớ nha, đừng có dùng cái tay đụng tới tương ớt sờ mặt. Công việc của sân phơi á, tôi rõ ràng hơn bà nhiều. Tôi làm nhiều hơn bà. Ông xã, vậy thì ngày mai đi cắt tóc đi. Ông nói là cái thợ gì đó khó hẹn lắm mà. Ngày mai tôi đi làm. Ê, anh không có gì chứ? Ngày mai đi làm hả? Anh được nghỉ phép tới một tuần lận lắm mà. Tôi còn chống nổi. Cái xưởng của bà tôi có phần. Tôi không đi làm nghĩa là thiếu một công nhân. Thiếu công nhân thì giảm bớt sức sản xuất, ảnh hưởng mối làm ăn đó. Con biết nghĩ như vậy là tốt. Bí Dung Tâm Nghi. À, mấy giờ? À, dạ được. À, 14 tây hả? Được rồi, chờ chút. Cô Hai, tối hôm qua sau khi dùng loại kem của cô lại khiến mặt của tôi như vậy. Đền tiền đi. Đền tiền? Đền tiền gì? Bà chủ, họ đã dùng kem mặt của mình nên khuôn mặt đã bị như vậy. Bà chủ tới đúng lúc. Tối hôm qua, sau khi tôi dùng loại kem của bà, khuôn mặt của tôi đã như vậy. Tính sao? Cô Hai, phải phân biệt rõ ràng. Mặt của cô bị như vậy có liên hệ tới tiệm chúng tôi hay không? Dĩ nhiên là quan hệ chứ. Tối hôm qua, tôi chỉ đổi cái loại kem của bà thôi. Mấy thứ khác tôi dùng như cũ. Nếu không phải thứ kem của bà, tôi bị như vậy sao? Chỉ là loại kem này, nghĩa là kem rửa mặt thôi nữa. Cô đều dùng những sản phẩm của nhãn hiệu khác rồi, phải không?
Phải, người ta mấy chục bạc một chai thôi, hơn là cái loại mấy ngàn bạc một chút xíu của bà đã khiến con mặt của tôi như vậy. Cô không có lầm lẫn chứ cô hai? TV cũng có nói mà dùng những loại mỹ phẩm rẻ tiền thì thành phần thủy ngân cao lắm. Đâu có biết mặt của cô có phải bị chứng hậu gì sau khi dùng loại mỹ phẩm đó không? Bà chủ, mỹ phẩm của tôi đã dùng nửa năm mà vẫn không bị gì. Dùng thứ của bà thôi một hồi đã bị như vậy. Vậy là phải rồi, bị trúng độc thủy ngân đó có phải một sớm một chiều. Vậy là sao, bây giờ không đền tiền hả? Vậy đi, coi như cho các chị được lời. Bù thêm 2.000 là có thể cho các chị gia nhập vào kế hoạch làm mặt vô số lần. Giá đặc biệt lắm rồi. Đừng có bị con mụ này dụ nha. Chị mà vô hội viên rồi sẽ hẹn không ra giờ làm mặt đâu. Ê, cô nói cái gì tôi không hiểu gì. Sao khi tôi vô hội kế hoạch làm mặt vô số lần của bà chưa có hề được làm lần nào? Lần nào cũng nói hết chỗ. Thì phải, cứ nói là hết chỗ, hẹn tới tháng sau cũng không được, vì lý gì đây? Đền tiền đi, nếu không tôi nhất định đồn xấu tiền của bà. Không vô. Tâm Nghi, xuống cho má ngay. Thật ra có chuyện thế nào chúng ta đang chuyện gì mà người ta đang làm mặt đúng không? Bây giờ mất hết mặt mũi rồi, đâu có cần làm mặt nữa, tự coi đi. Cô à, tôi giúp được gì cho cô, xảy ra chuyện gì đây? Tôi đã gọi điện thoại nhiều lần rồi, không có ai trả lời, làm ăn kiểu gì đây chứ? Chuyện gì đây, dân gì mất đạo đức quá vậy, quay lén người ta hả, thì là quá đáng mà. Thật ra mở tiệm làm ăn hay là đường gạt người ta đây? Không được, con phải kiện lại TV, kiện cho nó tụt quần luôn. Rồi con có gạt người ta không, hả? Má, người ta mở cửa làm ăn mà, đương nhiên là không có. Họ bị chút bất mãn thôi, đã làm dữ rồi, thì cố tình báo hại mà. Không phải đâu mợ hai, tôi ở bên ngoài nghe người ta nói, chỗ của mợ thì khó hẹn chỗ làm mặt lắm. Tâm Nghi à, con không đủ sức thì đừng có làm lớn quá. Tiệm của con chỉ có mấy căn phòng thôi mà, con đã thâu tới ngàn mấy hội viên, làm sao mà đủ chứa đây. Con làm như vậy không những ảnh hưởng tới tiếng tăm của xưởng tường, cả danh dự của nhà họ Bao cũng mất luôn. Má à, làm ăn là vậy đó mà, ăn đồ phải xếp hàng, đi xe cũng phải xếp hàng, làm mặt cũng phải xếp hàng chứ. Dù họ đi kiện tới hội tiêu thụ cũng đâu có làm gì được con. Huống gì, nếu con không có nhờ thủ pháp này kiếm tiền, nhờ 6.000 bạc tiền lương của Kiến Bang hả, đủ cho con mua cái áo hay là mua đôi giày đây chứ má. Mở cửa ra. Mở cửa đây. Kiếm đạm chỗ cho chúng tôi làm, nếu không thì trả lại tiền cho chúng tôi chứ, phải không? Đúng rồi đó, lần nào tôi đến đây cũng nói là hết chỗ rồi hết đó. Đúng là muốn gạt người ta lấy tiền thôi. Giờ làm sao đi? Tôi chết rồi, sáng sớm mà kéo tới đâu như vậy, tranh cửa cản cũng không có nổi đâu. Làm sao bây giờ hả? Bây giờ biết làm sao đây? Mở cửa đây, mở cửa. Làm sao đây? Làm phiền đừng có sao đi. Không là họ đè chúng tôi chết đó. Tôi chết rồi, phải làm sao đây? Làm sao bây giờ? Hả? Làm sao đây? Hả? Chúng tôi đâu có biết làm sao. Hay là đi kêu bà chủ đi. Alo, Kiếm ơi. Là một người Tâm Nghi. Hả? Kiếm mợ hai à? Họ đi vắng rồi. Biết đi đâu Kiếm mợ hay không? Viện Mỹ Dung đã xảy ra chuyện, tình hình rối loạn lắm. Hả? Vậy tôi đi kiếm bà chủ. Bây giờ chúng tôi đã tới trước cửa Mỹ Dung thì Tâm Nghi thì khiếu nại. Chúng ta đi nhìn thấy bên ngoài thì là đông người, chúng tôi thì không biết có chuyện gì. Có gì lấy làm gì chứ? Hey, lấy cho kẻ thù thôi cũng được mà, lấy đi. Tất cả để hết xuống cho tôi, nếu không tao báo cảnh sát. Ha, tôi nhận ra bà rồi, bà thường ra vào chỗ này, bà cũng là bà chủ chỗ này đó. Nè, đi. Các người lên đây cũng là muốn lấy công đạo thôi. Ai không muốn ở Tâm Nghi làm mặt, tôi sẽ trả tiền lại cho các người. Trả tiền đi. Đó, cô làm như vậy đã phạm tội hủy hoại hình sự. Nhưng mà tôi thông cảm được tâm trạng của các vị, tôi không truy cứu. Còn về chuyện hôm nay, tôi nhất định giải quyết cho các vị. Thật ra sóng gió lần này chỉ vì sách lược về hành chánh của chúng tôi quá cấp tiến mà thôi. Tôi thành thật chia buồn. Nhà họ Bao chúng tôi lâu nay làm ăn chững chạc. Má thiệt lợi hại, chỉ vài ba chiêu thôi là có thể hóa giải được sóng gió này. Má giỏi thiệt. Có cách nào hơn, con làm bà chủ. Hễ gặp bất cứ chuyện gì là tắt điện thoại, tắt máy gọi. Đành để cho bà già này thu thập cái tàn cuộc này. Gừng thì càng già càng cay. Má thiệt tài đó. À nè, chi phiếu hôm nay viết ra, khi bên kế toán tính toán xong, ta sẽ thâu tiền với con. Hả? Chuyện gì đây hả má? Tiền đó con đã mua hết quyền đại lý của mỹ phẩm rồi, đã hết sạch. Có tiền không đây? Lúc nãy trở về còn thấy bà mua một cái sách tài đắt giá lắm mà. Cái ông này
Báo hại hả? Ai biểu kiếm ra tiền không cho tôi được lời chứ? Thế như tôi diện Mỹ Dung hên nhất là có một hậu thuẫn vững vàng như má nhỏ đó. Không đâu, theo má may mắn nhất là Tâm Nghi. Trời sụp xuống cũng có má chống chọi mà. Nhưng mà vậy, kể từ ngày mai, tất cả tài chánh hành chánh của chuyện Mỹ Dung sẽ do má chuyển quản. Tôi sẽ tới đó để kiểm tra định kỳ. Còn con? Con vẫn là giám đốc trung tâm, nhưng mà tất cả mọi việc đều phải hồi báo với má. Má nhỏ làm như vậy là tốt cho chị đó. Giữ lại viện Mỹ Dung cho bà đó. Còn nữa, ngày mai cho người tới sửa sang lại viện Mỹ Dung. Viện Mỹ Dung phải mở cửa làm ăn lại cho mau. Còn về những viên chức, má sẽ kiếm cơ hội để nói qua với họ về đường hướng mai này của công ty. Ủa, không cần đi làm sao? Sao ở đây vậy? Viện Mỹ Dung hôm nay bị người ta tới phá, đã bị hư hết trơn, phải sửa sang lại từ đầu mới làm việc lại được. Chuyện Mỹ Dung mà hôm nay TV báo đạo. Sao ngồi vậy? À mà càng hay, thừa lúc nghỉ đi dạo nghe hả? Nhưng mà tôi đâu có quen chỗ. Ê, hay là anh đưa tôi đi nha. Sáng thứ sáu là ngày nghỉ, anh được rảnh rỗi chút mà. À không được, bận rộn lắm đó. Xin lỗi nha. Không có sao, tôi nghĩ hỏi đại vậy thôi. Tôi có thể rủ Trinh Trinh đi với tôi mà, được rồi. Chị thì tốt. Alo. Miễn Kim hả? Hắn Giang đây. Cô có thấy trên bàn viết của tôi có một dĩa CDSO? Dạ có. Vậy nha, làm phiền cô đem CD đó bỏ vào CD room coi giùm đi. Hả? Bộ dĩa CD cũng có phòng hay sao? Phòng số mấy? Vậy không cần. Cô lấy cái dĩa CD đó đi taxi tới công ty đưa cho tôi. Phải mau lên nha. Cô à, xin hỏi kiếm ai? Tôi muốn kiếm Tống Hán Văn. Xin hỏi quý danh? Tôi họ Tô. Nè nè, cô là gì hả? Cô tôi kiếm ông Tống, không biết có phải bạn gái của ông không? Có thì không đó, bạn gái của Hán Văn à. Theo tôi thì con Sang thì đúng hơn. Khác xa với Hải Sang, Hán Văn sau khi xuất diện phẩm gì để xuống cấp đó. Xin chào. Nên lát cô xuống tiệm thời trang dưới kia chọn một cái áo đi. Hôm xưa kiểu áo ở đó Hải Sang mua cũng đẹp lắm. Vì mặt tiền bạc. Yên chí đi, tôi sẽ lo liệu cho, không có gì đâu. Có phải tôi ăn mặc không khá đã khiến cho ông mang tiếng? Không phải, tôi chẳng qua bực bội người ta nói cô như vậy. Hồng Kông là một cái nơi trọng cái áo của cô trước thân người. Nếu như có ăn mặc đẹp một chút thì cô nói chuyện có thể lớn tiếng hơn. Cô Tô à, cái áo này cô mặc đẹp lắm. Màu áo này thiệt hợp với cô đó. Hay là thử luôn mấy cái áo đó đi. Cần thử thêm mấy bộ nữa không? Không cần đâu, đã đủ rồi, tôi có 4-5 bộ rồi. Cô Tô à, thế nào, áo có vừa dặn không? Tôi muốn hỏi cái áo này bao nhiêu tiền vậy? Sao không có giá cả vậy hả? Áo của cô hả? Nhập lại khoảng 2.000. Hay là để tôi gói lại cho cô nha. Không cần. Tôi muốn mượn điện thoại. Mời bên này. Cảm ơn. Alo, anh Văn hả? Sao rồi, áo thử ra sao? Áo mắc tiền quá đi. Yên chí đi, tôi trả cho cô. Không nên mà, vô công bất thờ lộc. Hơn nữa, từ ngày tôi cũng ít ra phố. Giá tiền của đống áo đó đủ cho dưới quê tôi xài mấy năm rồi, không có được đâu. Tôi đã nói rồi, chỗ này là Hồng Kông mà, đừng có như vậy. Tuy là vậy, tôi không có mua đâu. Anh họp đi nha, bye bye. Trinh Trinh, Thái Hồng. Rồi phố hết rồi hả? Đứa nào đây?
Kêu réo ồm sòm vậy? Ai đó? Ý, Thái Hồng. Xin lỗi, đã đánh thức chị hả? Tối qua thì không biết chuyện gì, khách gì mà đông quá trời luôn à. Tới 3 giờ khuya tôi mới về ngủ đó. Vậy hả? Vậy để tối nay tôi đi giúp chị nha. Tôi được rảnh đó mà. Đúng là chị giống cái con quỷ đó, khỏi cần làm việc mà. Ây da, không được, không được. Chị xui xẻo như vậy, báo hại lát tôi bị mất hàng đó. Thôi đừng, đừng có giỡn chơi. Ai nói Mỹ Kim bị xui? Theo tôi thì chị thiệt được hên lắm. Đi làm chưa có lâu đã khiến tôi được nghỉ phép. Theo tôi là phước tình của tôi mới đúng. Tôi thà mỗi ngày được đi làm, bây giờ cứ ngồi trong nhà hoài chán đến nỗi bị móc mèo rồi nè. Sao chị thích lao động quá vậy? Sẵn được rảnh rỗi, hay là thứ sáu này tổ chức một bữa ăn đi nha. Tổ chức bữa ăn gì? Sẵn tôi tới Hồng Kông bấy lâu, tôi chưa hề đãi các chị ăn đồ mà. Hay là thứ sáu này tôi đi chợ mua hải sản về nấu cho hai chị ăn, coi như là đền đáp hai chị đã chăm sóc cho tôi bấy lâu nay. Có phải chị không bỏ tiền ra không? Vậy cũng tốt. Thiệt ra thứ sáu này tôi đã hẹn với người ta đánh bài, nhưng mà tôi không đánh bài, quyết định ăn bữa cơm của chị. Anh Văn à, thứ sáu tuần này tôi qua bên Thái Hồng nấu hải sản, hay là anh cũng tới luôn nha? Thứ sáu này không có được đâu, tôi đã hẹn với đám bạn ăn cơm rồi, để khi khác đi nha. Vậy được. Quân, tôi đã mua bia rồi. Tôi có hẹn với người ta đi xuống quán uống bia. Tôi có dự phần của anh đó. Vậy thì chừa lại cho tôi đi. Bây giờ tôi tới giờ hẹn rồi, phải đi. Bye bye nha. Ê, Trương Quân. Ê, Thái Hồng, chị nói hôm nay không cần đi làm mà. Không được, tôi đã chấm trúng một chiếc nhẫn hột xoàn, không siêng năng chút làm sao có tiền mua. Ê, ăn luôn cơm đã. Không ăn, chờ ăn cơm xong khách đã bỏ đi hết rồi, bye bye. Ê, Thái Hồng. Bye. Thái Hồng. Ê, chị không ra ngoài chứ hả? Phải, đám tập kỹ thiếu tôi thì họ sẽ trở mặt đó. Ăn nhiều Trinh Trinh đi. À, bye bye. Trinh Trinh, Trinh Trinh à. Sinh nhật vui vẻ. Có thiệt không? Điện có bị cúp luôn hả? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Thì ra các người câu kết nhau dẫn chơi với tôi. Nếu không làm như vậy làm sao cô muốn khóc được? À phải, sao các người lại nhớ vậy? Chỉ là cái thằng chồng tào lao của chị nhớ thôi. Tôi bất chợt nghĩ ra thôi. À, Mỹ Kim à, có cái này chị càng cảm động hơn đó. Qua bên kia đi. Ba người chúng tôi hùng tiền tặng cho chị nè. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn nhiều. Còn có thứ này. Ý, mấy bộ đồ này hôm đó tôi đã thử mà. Qua sinh nhật tặng ra rồi, không bao giờ cho đổi. Cảm ơn anh. Đừng có khách sáo. Ê, cầu nguyện đi. Mong là từ nay mỗi một cái sinh nhật anh đều ở bên cạnh của tôi. Oh, hey. Wow, sinh nhật vui vẻ. Khói than, 我的去向, 碰到太多挫折, 每日每夜祈求, 剩余能落下, 结识我俩，偶尔碰错方向，世事有无穷变化，会令你流离偏差。忘了吧，忘记生命受创，想赶我向下沉，人离别了谁，心也未停留，仍怀着希望奔走。